Ba đây. Nhà gạch chắc luôn đi. Canh nhà gạch xem có không nào. Điện ở dưới à? Ai bắn đấy? Bốn ở đâu? Bắn thắng. Đéo tít xa nó bắn chúng. Nó chết rồi. Con sẽ cáp rồi. Anh nhảy từng dưới. Đâu nhỉ? Tạt sang nhà B đi. Từ qua ngõ nhà xe kia. Đang cao ở nơi về. Đó phải thằng B không? Thằng B về. Thằng B không? Đi. Đi. Thằng B đi 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 tổng bên nhà xe luôn. Đi đi đi. Đi. Thế nhỉ? Dương đâu? Dương đi cùng thắng. Anh em nào đang ở ngoài cái chỗ nhảy tầng 2 đấy? Không. Không, không có đâu. Không có à? Chắc vậy. Không biết là... tiếng chân nhưng không nhìn thấy đâu cả. Không làm đâu. Tôi đang chỗ nhảy tầng 2. Ừ. Trong nhà mã vẫn có tiếng. Vẫn có cả hai người. Thằng đã bom lên này. Anh em đang đi đâu ấy? Không phải sang nhà ở B đâu. Xe à? Đối ai rồi, đối ai rồi. Nào đối ai. Ok. Rồi tôi ra đây. Chết chưa? Chết rồi. Ok. Đang chạy vào, đang chạy vào E2 nhá. Trời nghe xa lắm. Có một thằng lắm. Đừng bắn nhầm nhá. Ai đứng trên đồi, ai đứng trên đồi? Mình à?
Rồi rồi rồi, ok. Chỗ cái xe tăng đúng không? Có nhá. Một thằng chết. Hai thằng chết. Còn một thằng ở chân cái tháp ấy. Một thằng ở chân cái tháp. À, chỗ xe tăng vẫn còn thằng. À, tí ra. Úi dồi ôi. Ơ, đéo phải tín. Có một thằng ở xe tăng. Kia. Một thằng nữa đấy, ở chỗ chân tháp. Ok. Rồi hai. Không nhìn thấy nó. Nó lấp ở trong bụi ở đây đâu. Giết rồi. Ừ, nhẹ em bị chết rồi. Thằng này đường tăng giết này. Thằng này đường tăng giết hả? Không, thằng này tôi giết. Ok. Du hết ai. Chết rồi. Ơ? Dương chết à em? Ui, thằng này loot được hit con mẹ toàn rác à. Này nó bắn dây đôi này. Đúng rồi, bắn dây đôi. Nó sục dây đôi xem này. Để ra. Nổ Dương em chết rồi. Có cái giáp Ford này. Giáp Ford ai lấy không này, còn mới lắm. Đây này, ở trong cái xác này. Ok, tí thằng loot rồi. Chết một thằng ở đây đâu nhỉ? Ok. Lấy xác Dương rồi. Ok, thằng Khánh. Anh vứt đồ của Dương vào trong túi nha. Ok. Còn thằng nữa đâu nhỉ? Ai vừa giẫm cỏ ấy? Thắng. Tín. Ok. Còn thằng nữa vừa bắn đầu nhỉ? Đéo tìm cái xác đâu cả. Xác đằng này là đằng này thắng chỉ chưa? Ờ. Nếu mà xác ấy bắn thì không biết, nhưng mà trên đây có một hai thằng nữa. Hai thằng tìm bắn thì không nhớ. Ui, cap. Hiểu phát. Còn có cái giáp ở sát thằng kia đấy nhỉ? Ừ, quan đang cầm rồi. Bây giờ ấy thì vứt ra. Thôi, con cứ cầm. À đây, một cái xác nữa đây. À đây là xác Dương à? Dương, thắng mất đồ rồi. Ai luôn à? Còn thằng nữa mình bắn chết ở đéo đâu nhỉ? À. Ok. À đây cho thằng cái giáp này, thằng đâu rồi? Thôi cứ bắn đi, thằng mới còn giáp mà, tí nữa hết thì thằng xin. Nhưng mà nặng. Ok. Nặng vãi đái. 13,5 cân. Chỗ xe tăng nhá, xe tăng. Xe tăng này. Ờ. À. Đây bên hông rồi. Đi đụt thôi, không bật. Khỏe mà. Nặng lắm. Mấy tí không về này. Có ai đi cỏ lên này. Ow. Hướng nào đây? Hướng hầm đối diện đấy hai ấy.
Rồi chết rồi, chết. Anh em nhìn nhá chỗ này nhá. Chỗ này nó thoáng quá. Không có chỗ nữa. Bên này phải đi đi. Không có chạm phết giờ. Team này là team 4, team 5 à, team này chết hết. Mãi có ván bắn được người, mẹ cũng đã buồn hẳn. Team này lại giết mấy thằng ở đây này. Nó giết rồi đưa á. Giấu cái slick đi phát thì có mẹ nặng quá. Bỏ đi thì tiếc cái giáp. Chắc là bọn này đấy. Phải cắn tên xong tất cả mọi thứ kiểu sang chói mới cứt. Sao không có la xe xanh của ai nhỉ? Chắc của Tín. Không có ai có la xe xanh không? Không. Có la xe xanh, la xe xanh xanh lá. Chỗ nào? Chỗ vào đâu? Chiếu vào mắt hùng, có. Ui nó soi này. Hình như nó ngoài mũi ra. La xe thật mà. Đây nó soi đây này. Nó soi vào mắt room à? Ờ à. Con chạy kìa. Mình đeo phải ở khẩu lục. Sợ thế, cứu tim. Đi vào đi về đi hầm này hầm sau lên check không có tốt đâu tốt đi không quá tốt đâu ấy? Rồi. Mẹ con cáp ghé này bực nhờ. Giấu đồ tín cái nhỉ?
nó đang bét vô lít đấy. Rồi lấy mấy. Không, không đấy. Đang lút đồ về sao thế? Sao cứ mang đồ lên hổ lên. À, đồ lên. Tao nghe, tao nghe được của đứa ai này. Tao nghe lút nó. Ờ, được rồi. Được mẹ. Quang trông hổ tí nhá. Ok. Ai đang đi nhỉ? Quang, quang, quang. Đây con cáp, con cáp. Chưa thấy, chưa thấy. Thằng lút tiếp nhá. Ok. Select nè. Bộ con này vứt mẹ. Có ai đang chạy đến đấy. Cáp, cáp. Trong người. Thắng đang đâu ấy? Thắng bên trái. Ok, ok. Ta chạy lại này. Ok. Rồi, rồi. Đang đi giấu đồ cho tít. Ok. Mất mỗi thứ một nơi xong là mất. Ui vãi lồn, lại có tiếng cáp này. Vãi lồn đấy này. Bắt sân này đâu đâm sắp chiếm vô bụt thở. Vãi lít ra đi bò. Thắng lên đây. Nốt có mấy băng đạn tí để cầm về. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá, con đang xem con cáp đâu nhá. Rồi xong rồi. Ok. Thắng chạy đấy à? Không. Vừa có tiếng chân ai chạy. Rồi ok. Ờ vừa chạy thì đúng rồi. Băng đạn này, băng đạn tí tí. Yêu nick hết à? Thì mình mang về. Yêu nick của BS. Có 1-2 băng này. Có 1 băng hay 2 băng với thế. Để thằng mang về cho. Thôi cứ lấy lắp đạn ta mới. Đang có bán đâu. Xong chưa, xong chưa. Đây, đốt đốt này là xong. Mẹ, đây. Sao? Đấy. Quang đi. Không cầm giáp nữa, không cầm paracord đúng không? Có. Bứt select đi rồi gì? Ừ, bứt select rồi. Bứt cái gì xuống về. Ủa cái gì ấy? Cái gì ấy? Ao ao. Đỉnh đồi sao? Đỉnh đồi ấy. Tiếng như kiểu đỉnh đồi ấy. Ôi té đấy. Té à? Đi. Thằng mất hết đáp rồi.
nhanh không nó đuổi. Lên ăn mấy ai đi thì tệ cả chó. Thế vứt đồ à, vứt tụ ba lô đi á. Trên kia rồi. Rồi trống. Một xin. Bom lên này. Nó trên ạ. Chưa. Được không ai chắc. Ok. Chưa. Ow. Chưa nhìn thấy nó đâu cả. Để thắng lên. Ok. Nó cam qua rồi. Ok, 2. Rồi, chết rồi. Ừ. Còn đang lên nhá. Ok, thắng ngay với dưới kia đấy. Rồi, ok. Ui, nữa à? Ôi, thắng vừa thay đạn đấy à? Không. Ôi, thế địch. Thắng giết rồi. Ok. 3 thằng rồi à? Chết chung quanh đi, thằng nào trong bờ trong bụi không? Thắng giết rồi, thằng trong bụi. Okay. Kiểm tra lại lần nữa chắc. SA58 này bỏ trong đâu? Ờ. Nó bắn một viên mà đen mẹ cả tay luôn. Scap. SA58 bình thường mà. Trước em mình có đấy. Nó là fan. Thằng đang đi trên cỏ đấy à? Ôi. Vãi cả lìn. Thoát rồi. Đi cho mẹ nhiên nghe tiếng Nga ngay cạnh. Thằng đang đâu? Rồi thấy rồi. Đây nó ở thẳng hướng này. Không biết là Raider hay gì, thấy bắn M4 hay sao ấy. Bình tĩnh. Cho quả nét lên này. Mẹ đi đánh mé trái nè. Đéo nhìn thấy con này đâu rồi. Cẩn thận chết đoan mạng ấy. Chưa nhìn thấy nó đâu cả. Con đang ngồi chỗ xe tăng nhá. Nóc đầu bên kia hầm ấy. Tăng nạp lại đạn phát ạ. Chữa cái tay phát ạ. Hết vẽ đạn. Đạn gì nào? Từ cứ chữa tay xong đi. Thắng đang thay đạn. Đang nạp đạn. Lỡ băng đầy ạ. Đéo con scap đứng ngoài băng nhỉ. Ta dết. Hương mỗi hồn đang đứng bị nó bắn. Không nhìn thấy nó đâu cả, đang chưa nhìn thấy nó đâu. Thì các bạn nhìn thấy nó lò dò lên, nó chửi tiếng Nga. Sợ đéo chịu. Thắng hình như nghe tiếng nó rồi. Thầy đạn phát lên là nó luôn. Quãng nào. Ok, 2. May. Con đang quay lại này. Con bị cỏ đúng không? Ừ, đang quay lại đây. Thầy thắng rồi, đang đứng ở đầu hầm đúng không? Đầu cửa nó hầm đúng không? Còn. Còn à? Vừa sủa xong. Đang lên đạn, hết mẹ đạn. Em
kiểu chưa nấp hẳn trong bụi cỏ bắn ạ. Sợ thế. Cá con dây đưa này cũng thế thì đang bò à? Ừ, con đang nằm, vừa nằm xuống. Ok, đẩy lên này. Con xong ở đây rồi. Cẩn thận nhá. Ui 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 ui. Rút cho mình. Nhà nhà nhà. Nhà gạch. Người người. Chết rồi. Ok hai. Bịt con mẹ bắn kiểu mất dạy. Nãy giờ anh em bị cắn vào đít hơi nhiều ấy. Đít đấy. Bị nó cắn vào đít hơi nhiều. Ui lại nữa. Điều hiểu, hình như nhà gạch, hình như nhà gạch. Đéo phải. Hướng đấy. Thôi, té đi, đéo đi, bại bắn nhau, bọn này mất thời gian quá. Sợ gì? Mất thời gian ấy, chứ không phải là sợ gì. Nhà gạch. Nhà gạch đúng không? Đồng mấy? Đây rồi. Rồi xong. Đây. Một con và bốn thôi. Thắng vứt ba lô đâu ấy nhỉ? Vứt ba lô ở trong cái hốc kia cơ mà. Ra lấy ba lô ra nhà gạch loot. Ok. Con này ra ô xếp vào 4 các kiểu này mình cũng lấy. Con xuống nhá. Con xuống. Quên má mất đấy, mất ba lô đâu quá. Đây, bên bên dãy bên kia. Đây. Так, так, так. Что тут у нас? Sugar bây giờ tầm 70-80k. Sugar được giá lắm. Thế có khi là loot xong vào mẹ tàu nhỉ, hay là chạy lên kinh? Lút xong vào tàu được. Thì tiêm dùng gì đấy, trích ma túy à? Trích ma túy cho nó khỏe ấy. Yếu á. Cảm ơn là đỡ sợ. Nhưng mà quan trọng là thì phải vẫn còn rider đấy. Lên lút là cũng hơi ghê đấy. Đéo biết ở đâu. Đặt bên nó vào thắng đánh nhờ. Sợ phù. Đạt được kinh nghiệm. Được ván không có tín cái rider phá hẳn. Tí có sẽ đưa tàu ra đấy thì vui nhỉ. Thế thì chịu. Ý. Ôi địt mẹ. Đi nhầm đường. Lớn quá đúng không? Không. Ý dạ hết hơi rồi. Hai con đấy dây đưa thật đấy quá. Quăng lên à? Ui, sợ thế. Thắng có hai cái còn nguyên thì thắng có chặt đâu. Ok. Về mà đổi slick. Mấy cái? 3 cái đấy với 6 cái Coduran. Rồi, chật pho vậy. Cái này chả biết loot cái gì bỏ chỉ. Thôi cái loot thoải mái đi. Tàu cũng vẫn còn thông thả. Ok, xem stream nhiệt tình thế này. Ai? Đang comment từ nãy giờ. À. Con kêu á. Ờ.
Người anh em đấy cũng ở trong group mà. Xem chơi chim của Quang hả? Ừ. Người nổi tiếng. Nổi tiếng gì? Sẽ chim cho vui. Anh em vào chém gió bàn luận. Ừ, xong rồi. Còn gì đây không nào? Ui giời. Vẫn còn. Lút lốt. Con này mệt quá. Hết mẹ rồi. Xuống hầm không? À Quang có paracord mà nhỉ? Về đi. Có. Về bằng ấy á. Về paracord đây. Ok. Đi. Ok thế đi. Mẹ mấy con này nó bắn giật mình thế thì mẹ tí một cứt. Ở ra mẹ tàu cho lành, tàu bây giờ đang yên là ổn thế này. Ở đây chờ bao giờ gần đến giờ anh em xuống. Đi xuống. Xuống luôn à? Ok. Đi cái tàu coi. Quang cái này là bị mẹ chặt tí thôi. Ừ. Bao nhiêu là được cái điểm Endurance cũng ba mấy rồi. Để thoải mái thắng 37 ha. Ui 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 ui. Có nhá. Trong nhà hay sao ấy? Má kia bắn sao? Ui, còn mẹ mày. Vào rồi. Lên cả tay. Nấp vào. Sao lỗ đấy? Từ chim từ quýt kìa. Nếp vào kìa. No. Kia to. Đi phải hưu cái ngực phát đã. Từ từ các bạn ơi. Em bảo. Nó công cửa thắng. Cửa anh em vừa vào á? Hay cửa bên kia? Ừ. Cửa. Quang canh đằng sau thắng canh cửa đằng trước nhé. Quang vào tàu chưa? Chưa. Đang ở bên hông. Ok, không biết phải thắng rồi, nghe hả? Vang mẹ chân. Nó đang ở bên Quang vào này. Có nghe tiếng chân này. Thắng nghe. Hai thằng. Chúng ta chơi. Thì phải tay dùng quá. Bắt nào. Nó đang vào đấy. Nó dẫm gỗ rồi, Nó vừa thò đầu cái cửa anh em vừa vào nhá. Nhưng mà nó lại lùi rồi. Rồi chết một thằng. Rồi hay quá. Thằng thứ hai, còn một thằng nữa. Rồi thằng ok. Cuối hành lang mà Quang vừa bảo ấy. Hành lang nào nhỉ? Chỗ thằng đắp mìn ra nghe nhá, nghe tiếng. Ok. Thế là bên dãy của thằng đúng không? Ừ. Tiếng sắt của thằng vừa dẫm đúng không? Đi chưa? I'm on the right side. Đó nhỉ. Ui, phải hình như thế. Bịt cả mẹ đéo nhảy sao? Ui. Vẫn chỗ đấy à? Nó ở ngoài. Giết chưa? Quang đang ở cái cửa to nhá. Đang ở cái cửa to nhìn sang bên tàu ấy. Đéo nghe được thắng nữa rồi, Chết chưa? Chết rồi à? Ok. Rồi lút nhanh. Ui ôi, địt mẹ mì.
từ từ tàu ơi, chết đi, con đi mẹ rồi. Tàu đi rồi. Không sao. Anh em đi đường kia. Thì lết về thôi chứ còn làm gì nữa. Về đi, ông kia về đi, không kịp. Ông đang ở đâu rồi? Tôi xong tàu nó về mẹ rồi. À lên tàu rồi à? Ôi, đi mẹ. Chưa mình đi về đi hai. Chưa mình tội. Đi hai à? Đi nhanh, đi nhanh. Đi hai thì khoai lắm. Vài phút, đi nhanh, đi nhanh, chạy đi. Rosella. Rồi về. Đi cả mẹ đau hết cả đầu. Đi cả hai thằng đi hút đạn như là đi gì vậy. Nó ăn hết gì nữa. Trận này là phải đi vào ngon nhưng mà mệt. Chỉ đi sư phụ rồi đi kẻ nớp. Quá nở bịt chả chả. Nớp. Ui gần 20.000 điểm. Ồ đi mẹ tôi giết thằng nào mà ai lấy doctor của tôi à. Có người lấy doctor của thằng của tôi à. Ờ thế à. Ừ. Chỉ có